Nếu như mình cho các bạn chọn giữa cơ thể người kiến tí hon và cơ thể hút khổng lồ thì các bạn sẽ chọn cơ thể nào? Bình luận bên dưới cho mình biết. Ngày hôm nay mà mình tự nhiên có sức mạnh này á là vì mình cần phải sử dụng sức mạnh này để thoát khỏi 100 cái bẫy ở đây. Các bạn có rất là nhiều bẫy ở đây. Nó hơi lắc nên các bạn không thấy đó. Thì ở đây á mình còn có thấy là The Blue King nè, Yellow nè và Skibidi bồn cầu nè các bạn. Thì bây giờ mình phải sử dụng hai sức mạnh này để vượt qua cái bẫy đầu tiên. À, cho các bạn coi luôn. Bẫy đầu tiên các bạn nhìn nè. Hay không? Nó rất là to. Mình rất là to nhưng mà cái lỗ thì rất là nhỏ thì làm sao? Mình sẽ trở thành người kiến siêu nhỏ để chui qua chỗ này. Đấy, thấy chưa? Rất là đơn giản. À, mình chui vô cái nhà nè các bạn. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái nhà này trước. Rồi khi mà ra khỏi nhà thì chúng ta sẽ to lớn lên lại bình thường nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình làm sao để qua được chỗ này. Đơn giản, biến to lên một tí, qua thôi. Đấy các bạn thấy không, mấy thanh niên kia biến khổng lồ luôn kìa. Đây mình biến khổng lồ lên một tí để mình qua cho dễ nha các bạn. Ấy, ôi, mắc máu các bạn ơi. Rồi, thành công. Tiếp theo là cái này chỉ cần bình thường là qua được rồi, không có cần phải to hay là nhỏ hết các bạn. Đấy, các bạn thấy không, người kiến và hút khi mà kết hợp lại rất lợi hại nha các bạn. Cần to thì to mà cần nhỏ thì nhỏ nha. Rồi cái đoạn này á, mình sẽ cao khổng lồ luôn, hết cỡ luôn các bạn. Để làm gì, để mình đi qua luôn khỏi cần phải nhảy các bạn, nghe không, dễ chưa. Rồi, let's go. Đấy. Rồi khi mà gặp tòa nhà cao như thế này á thì mình lại tiếp tục trở thành khổng lồ hết cỡ để mình có thể leo qua những cái tòa nhà này nha các bạn. Đấy, rất đơn giản đúng không? Hãy thông minh. Trời ơi, cái này mà không thông minh thì thôi luôn, sử dụng biến thành khổng lồ nè. Rồi leo qua khỏi cần phải vượt cái mê cung làm gì hết các bạn. Thấy chưa? Cái này phải gọi là thông minh đấy các bạn. Rồi tiếp tục nha. Chỗ này cao thế nhờ, nhưng mà người kiến và hút không có sợ đâu. Vô biến thành khổng lồ xanh để qua nè các bạn. Nhưng mà có lưu ý nha, khi mà biến thành gọi là người khổng lồ á thì mình sẽ rớt xuống từ từ nha các bạn. Rồi bây giờ trở về người bình thường nè. Đi qua chỗ này đơn giản thôi, không có gì khó hết. Biến bự làm gì em, không cần. Wow, cái chỗ này đẹp quá các bạn. Chỗ này gọi là hả, giống như cái cầu vồng luôn các bạn ơi. Đẹp ha. Wow, mấy thanh niên này biến bự đi chứ, mặt khó chịu thiệt chứ. Wow, các bạn thấy nè. Quá rồi, tuyệt vời. Cái này biến thành người khổng lồ đi cho nó lẹ các bạn. Quá, tụi nó đi cơ. Ui, rồi biến thành người khổng lồ đi cho nó nhanh nè các bạn. Đấy, mấy đứa đi đằng sau lưng này chắc té hết rồi các bạn. Té nè, thanh niên té. Vậy mà vẫn được à. Ui, biến thành người khổng lồ đi lên này nó dễ hơn các bạn ơi. Đấy, rồi mấy thanh niên này đi té. Ui, ui, gì mà nó không té à, cay tí à. Ơi, có một thanh niên khổng lồ đang lên. Các bạn. Rồi, thanh niên từ từ. Ui, nó hên vậy. Thôi chúng ta đi tiếp nào các bạn, không cho mọi người đâu. Cố lên, đi nào mọi người ơi, mấy đứa kia rớt. Rồi, biến thành người khổng lồ đi cho nó nhanh các bạn ơi. Chân nó dài đi cho lẹ chứ người nhỏ tí hon đi không kịp đâu. Rồi, thanh niên này giờ sao qua. Wow, rồi tiếp tục. Ui, một cái máng chừa khổng lồ biến thành người khổng lồ luôn. Ai biến thành hút các bạn. Rồi, chượt thôi anh em ơi. Đã chưa, đây còn tượng khổng lồ các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Cái này là... giờ sao ta, cái này không cần phải người khổng lồ hay gì đâu. Ê Peter, có sao không? Té sắp mặt. Giờ sao đây, màu đỏ em ơi, màu đỏ 3D đi. À, màu vàng à. Ui trời ơi, giỡn tí. Chắc chắn là màu xanh luôn, 100%. Thấy chưa, nói có sai đâu. Rồi bây giờ màu đỏ nè, màu đỏ chắc chắn luôn em ơi. Quá đỉnh luôn các bạn, mình quá thông minh luôn. Rồi bây giờ là sao đây, cái này nó cao quá, phải biến khổng lồ như mấy bạn này thôi. Khổng lồ. À, quá. Ô, trời, sao qua không được? À, nó có cái lỗ nhỏ xíu dưới này nè. Thì ra đánh lừa mình. Đây, cái lỗ nhỏ xíu nè các bạn. Rồi lại tiếp tục biến to lên. Trời ơi, nó lừa mình cái lỗ. Rồi biến nhỏ lại. Trời ơi, công nhận luôn á. Rồi cái này thì dễ rồi. Cái này qua đơn giản các bạn, không có gì khó hết. Ây da, con cá mập kìa các bạn ơi. Nguyên một con cá mập nó đang nhìn mình nè. Bên trong cá mập có gì đây? Anh em vô thôi anh em ơi. À, bên trong cá mập có cái này đúng không? Ui, cái này cao quá không thấy. Quá. Trời, trong cái mập không có gì hết. Cùi bắp. Rồi đi qua thôi, cái này thì dễ rồi, không cần phải biến bự biến to gì đâu em ơi. Rồi cái phần này sao đây? À, mình biết rồi, mình phải biến to lên các bạn. Đây, nhảy lên đây nè. Nó theo kiểu gọi là nhảy sang kẻ các bạn. Cái này hơi bị gắt nha, cái này hơi bị gắt đấy. Wow. Ui, cầu kính các bạn ơi. Cầu kính bây giờ sao? Cầu kính các bạn. Cái này đúng không? Bữa nào? Trời ơi, rớt rồi kìa. Biến to lên một tí mới nhảy qua được. Bữa nào?
bên này các bạn ơi. Rồi, sai rồi, màu xanh nè. Đúng rồi, màu gì nữa? Màu đỏ nè, thấy chưa? Nhảy ra rồi, quái, quá rồi. Wow, cái gì đây? Một chán chải bò. Con bò này như hàng real luôn các bạn ơi. Con bò này giống như hàng real luôn các bạn. Mà sao nữa? Trời ơi, có con ngựa nó bị một trống. Thằng Hào đang đứng hửi. Gớm quá, trời đứng. Thanh niên kia lủi vô cái đống gọi là đống phân của con ngựa các bạn. Thúi quá trời quá đất. Biến nhỏ lại đi giùm tôi mấy ông ơi, mấy ông còn lủi vô đó làm gì nữa. Ui no, ông này cũng cầm cây này xong mình qua. Qua đây. Ui, có mấy con heo này các bạn. Oh what. Chẳng lẽ nào mình sẽ khám phá bên trong cơ thể của cái ông mập siêu mập à. Ui, chính là cái ông siêu mập nè. Ông ngồi toilet các bạn ơi. Vậy là mình vừa biến thành người khổng lồ và biến thành người tí hon để chui vào trong cái cơ thể của ông gọi là siêu mập đang ngồi toilet nè các bạn. Ông này hơi bị bí phèo luôn. Trời ơi, mấy thanh niên kia nó đang đứng trên cục phân các bạn ơi. Ngớm quá. Trời ơi, nó đang làm gì vậy trời. Thôi biến bự lên, nhảy qua bạn ơi. Mình sẽ không đụng vô cái cục này đâu. Biến bự lên. Đấy, rồi biến nhỏ lại. Ui, có một con chuột đang ngủ ở đây. Nhảy qua nào. Ui, bồn cầu Skibidi. Skibidi đâu ta? Chắc Skibidi bị cameraman bấm nút gọi là gạt nước rồi các bạn. Rồi đi nào. Qua đi em. Này thì không qua. Cái này là bồn cầu Skibidi. Đứng lên đây. Đứng lên nè. Đứng lên. Đứa nào thử thách đứng lên đi. Thấy chưa, đâu có dám đứng lên đâu. Nhảy vào. Ui bây giờ làm sao đấy. Mình đang trong cơ thể của ông này. Biến khổng lồ, ông không ăn được mình. Đấy, biến thành người khổng lồ, ông đâu có ăn được mình đâu. À, ui ông ăn được mình nè. No. Trời ơi. Tuy là biến thành người khổng lồ rồi nhưng mà ông vẫn ăn được mình. Và ông này ông ăn rất là dơ. Ông ăn con chuột nè các bạn. Trời ơi, ông ăn thằng núp luôn. Ông ăn luôn cục phân. Ê, ông này ở dơ quá các bạn ơi. Gớm quá. Rồi bây giờ cái lỗ này sao qua. Biến thành siêu nhỏ mới qua được. Đây biến thành siêu nhỏ giống bạn này nè. Chứ mình to quá. Biến thành người kiến thôi. Đấy, người kiến siêu nhỏ qua rồi. Wow, cái gì đây. Oh no. Ê, mình vừa chui từ trong cái cục phân của ông này ra. Oh no. Đi thôi em ơi. Đi nào. Đấy, đứa nào đi đứa đó rớt. Cố lên. Đang đi biến thành khổng lồ nè. Đấy, thấy chưa. Đang đi biến thành khổng lồ luôn. Vậy mới vượt qua dễ các bạn ơi. Rồi. Qua rồi. Ơ, tới nơi rồi. Oh yeah. Cái này tới nơi hình như là có thể cho được mọi người hay sao ấy. Còn một phút mấy nữa mình có thể lấy được một dụng cụ cho. Được rồi. Ý, có căn đủ văn nè các bạn. Ủa, có cả Sonic nè. Thôi mình không cần Sonic đâu. Bây giờ mình chọn gương mặt tức giận đi các bạn. Thôi, tức giận này mới ngầu nè. Rồi tiếp tục. Để xem coi bên này có gì không. Bên này chúng ta sẽ trở thành người đàn ông giàu có nè. Phù thủy nè. Wow, nó có cái hút kìa, Đây, nhìn đại ca bay đây. Rồi, vậy là mình có thể cho tụi nó nè các bạn. Rồi, mình biến thành bộ xương này nè. Mình biến thành người khổng lồ xem như thế nào. Bộ xương nữa các bạn. Yo, người khổng lồ xương. Rồi, để mình xem coi. What, căng đấu văn đâu. Căng đấu văn trong cái bụng các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn bay được. Đâu, vậy thì bây giờ mình sẽ cưỡi thảm coi. Cưỡi thảm thằng coi. Đây. Ê, thảm thằng gì cùi bắp vậy rớt rồi. Căng đấu văn bay lên. Đấy, bộ xương biết bay nè các bạn. Thanh niên này được cái bazooka ngon kìa các bạn. Mình sắp có rồi. Được rồi. Mình sẽ có cây bazooka. Cố lên lần này. Bạn tay thơm nè. No. Nó đang gọi là đánh tôi bên. Chạy. Lại. Làm ơn. Xin. Bazooka. No. Mình có cái jetpack các bạn. Jetpack để bay chạy chứ giờ sao. Mình có cái jetpack nè các bạn. Ui giời ơi. Cái gì vậy trời. No. Zep bánh này làm gì được người ta. Mình đang muốn có một cái đồ xịn để mình cho người ta các bạn. Chẳng hạn như cái bazooka hồi nãy. Rồi mình sẽ cố gắng đợi 2 phút mấy nữa mình lấy các bạn. Còn trước mắt mình phải lấy căn nổ văn nè. Rồi mình chỉ cần vậy thôi. Vậy thôi các bạn, chỉ cần vậy thôi. Bọc con bóng này cho nó chắc. Rồi, anh có cái này nè. Quê từ. Lấy, rồi giọt. Đây, mình có thể bay tới đây luôn nè các bạn. Bay tới cái chỗ ông siêu mập nè. Đứng trên đầu ông luôn nè các bạn. Ôi dù. Oh no. Giờ sao ra ngoài đây? No, mình bị kẹt trong đây nữa rồi. Mình lại đi vào trong cơ thể của ông nữa rồi. No. Biến nhỏ lại được không? Đây, mình biến nhỏ lại nhưng mà cái jetpack nó to chà bá luôn mà mình vẫn qua được nè các bạn. Đấy, thấy chưa? Biến bự coi jetpack nó như thế nào. Mà cái jetpack đâu? Không thấy cái jetpack các bạn, biến vừa thôi. Đây, jetpack nó nhỏ xíu à. Rồi lên. Bây giờ các bạn ơi, thanh niên này trong team 500 anh em.
Ui, nó biết anh khổng lồ kìa. Nó biết anh khổng lồ bạn ơi, nó biết anh khổng lồ. Hello em, anh tới rồi nè. Anh tới rồi nè, anh em mình nói chuyện với nhau tí. Nói chuyện với nhau tí em ơi. Đây, đứng đây gác cửa luôn. Có một bé đang chuẩn bị lên. Anh đi lên đây, lên đây, lên đây. Anh nhỏ như anh có giỏ đấy. Còn nếu mà anh bự như thế này nè, là xác định luôn đó nha. Chạy đâu, chạy đâu hả? Chạy đâu, chạy đâu em? Chạy đâu, em chạy đâu? À, cho đâu rồi, nó bắt tiêu rồi. Cho ôi, cẩn thận. À, suýt tí nữa rớt rồi các bạn. Rớt là căn đủ văn không có để xài đâu. Là nó ngủm luôn ấy. À, đúng rồi ha. Right. Biến hình nhỏ mới đánh được mấy này các bạn. Đấy, thấy chưa? Chôn. Chạy đâu cho thoát. Thấy gì chưa? Khứa sành hồi nãy nó chôn mình các bạn. Là mắc cái bazooka của mình. Khá là cay với thanh niên này đấy. Số gì ra đây. Từ, bây giờ mình sẽ trở thành bộ đồ này các bạn. Nhìn hơi bị chắc luôn, chắc như nước cắt luôn các bạn. Rồi bazooka nha. Bazooka. Trời ơi, cái cây này các bạn ơi, cây này chỉ là để móc thôi. Được rồi, mình có cách rồi. Tụi nó đang đứng tập hợp ở đây nè anh em. Anh em vô, chôn hết tụi nó luôn. Chôn. Trời ơi, đứng đông vui quá. Ê, từ, làm sao đẩy anh được? Anh có căn đấu văn ở đây rồi. Trả cơ thể lại cho anh. Thằng nào? Tại sao mình lấy cắp cơ thể của anh? Các bạn nhìn nè, nó lấy cắp cơ thể của anh. Oh no. Mình biến thành thằng hào luôn. Các bạn thấy chưa? Nó lấy cắp cơ thể của mình. Trời ơi, cây thật sự. Ấy giờ tụi mình bị tụi nó chọn hơi bị nhiều rồi bạn. Cây thật sự luôn á. Ấy, ủa sao đứa nào nó đánh mình vậy trời? À, thanh niên này các bạn ơi. Thanh niên này nãy giờ gọi là đi kiếm chuyện với mọi người nãy giờ luôn á. Rồi mình lấy căn đổ văn trước cái đã. Rồi, làm ơn né tụi ra đi. Tôi sắp có đồ chơi rồi. Tôi sắp có đồ chơi mới rồi. Bazooka một cái thôi là mấy này xác định với mình. Bazooka, ui mình lấy được cái hoán đổi cơ thể. Các bạn nhỏ cầm cái. Thấy chưa? Đừng làm gì. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên là cho mình một like, một đăng ký, mình sẽ xem bên cảm ơn cao nếu bạn phải chấm ủng hộ mình nha. Nãy giờ cho tụi nó được có một tí à. Mà thôi, vậy cũng được rồi.